Siri. Kính chào cô chú, chị và các bạn. Đây là những giống táo quý hiếm đặc biệt của vườn Orchard nha cả nhà. Hiện tại bây giờ em có rất nhiều giống táo quý hiếm trên thị trường, ít ai có lắm. Dạ. Thì em cho cả nhà xem nha. Cái này hái hồi 2 ngày rồi mà chưa có thời gian quay, bây giờ em mới quay nè. Cái này là cái trái Acaudi nè cả nhà. Trái này trái Acaudi nha. Trái táo Acaudi nha. Acaudi là cái loại giống mới mà trái rất là to. Trái này chưa có to hôn tại vì chưa có tới mùa, khoảng chừng 4 tuần nữa mới được. Nhưng mà tại vì mình đi vườn á, sẵn hái để mà mình quảng cáo, tại vì có cây ghép 1 giống, 2 giống, 3 giống, 4 giống, cây lớn, cây nhỏ gì em cũng có hết. Cho nên là em hái để em về để mình làm mẫu cho cả nhà xem á. Thằng này là Senia nè. Senia chưa có chín nè. Hái nè, Senia nó tròn, ăn rất là ngon nha cả nhà. Senia. Còn thằng này á là thằng này nè. Răng ngựa đâu rồi? Răng ngựa đâu? Răng ngựa đâu rồi? Răng ngựa. Răng ngựa nè. Răng ngựa nha cả nhà. Răng ngựa. Thằng này là dễ thương không? Thằng này cái FC. Cái FC cái đích nó gì nè cả nhà. Cái FC nha. Đó, con cười cười mà nó nè. Toàn là những trái táo đặc biệt không à. Tại vì mấy cái này á nó chưa có chín, nhưng mà mình hái về để mình cho khán giả của Ocho Nursery, những cái fan hâm mộ Ocho Nursery, để mình thấy trước những cái giống này. Tại vì mình đã có trái rồi, mình chắc trái trên cây rồi, thì khoảng 4 tuần nữa sẽ em sẽ có trái chia 8 tháng 6 nhiều, hoặc là những cái loại này nhiều để mà cho khách của em Ocho ăn thử ha. Răng nữa Acaudi nhiều giống lắm, rất là nhiều giống. Một cây em ghép 1 giống, 2 giống, 3 giống, 4 giống. Bây giờ mình ăn thử ha. Tại cái này nó bị héo rồi, nó lâu mấy ngày nay rồi, cho nên lấy cái này. Quan trọng là cái này nè, cái này giống mới chưa ai có luôn. Nho á, mà những nho mà khi mình ăn á, nho này không có hộp nha. Khi mình ăn á, cái mùi của nó là cái mùi mùi trái vải. Mùi trái vải mà mùi thơm lắm, mùi trứng cá, mùi cháo vải. Nhờ cái này là hàng đặt năm tới mới có. Và cái này là giống mới, nên người ta đang lấy, thì em sẽ đặt hàng này cho giống mới cho năm tới. Ăn rất ngon, ngọt, thơm lắm. Thơm mùi vải và mùi nhãn nữa. Rồi có mùi rất là ngọt thanh nữa. Có mùi trứng cá, rất là ngon nha cả nhà. Mùi thơm đẹp ngon. Ăn là mát luôn. Mà không hộp nha, quan trọng lắm. Em thích này nè. Rồi táo, bây giờ em sẽ ăn cái táo mà cái táo này là Acaudi ha. Em ăn trái táo này nha. Trời ơi, mình muốn ăn rồi. Khi mà táo đó, mình nghĩ trái lớn nó bị xốp nha, nó không xốp như thế nha, không xốp nha, juicy nha, cứng giòn ngọt rất là ngon. Trái loại bự nhất à, sao thì cái loại bự, trái bự nhất đi cả nhà. Hàng hot, hàng quý hiếm hiện tại bây giờ. Quá ngon cái này rồi. Bây giờ mấy cái này là vua của các loại táo luôn hiện tại bây giờ. Bây giờ mình nổi tiếng nhất á là con cọp, răng ngựa, Sandia, KFC là không phui khui á, rồi Acaudi, rồi răng cọp, hồ lô, tripod, tất cả em đều có nha cả nhà. Nhưng mà hiện tại á, răng cọp á còn nhỏ, chưa có số lượng nhiều để bán ra đâu cả nhà. Cho nên á, năm tới em sẽ có nhiều răng cọp. Thì á, hiện tại bây giờ á, cái loại có nhiều là Sandia, răng ngựa, Acaudi, KFC ha cả nhà ha. Cá bự luôn cả nhà, cá bự ngoài rất là ngon. Thằng Acaudi nó bị đèo đẹp á, cho nên á em hái cả nhà, nhưng mà thời gian mấy tuần nữa mình sẽ có trái lớn nha cả nhà. Bây giờ em ăn thử cái thằng KFC ha. Ngon cả nhà ơi, nó ngon, cái nào cũng ngọt thanh mà giòn nha, không có xốp nha cả nhà.
đúng không? Thế thì nói gì nhá. Trái nhớ không? Em có cây 25 ga lông. Cây nữa. Bên này rất lạ. Nè, cây này hai giống nha cả nhà. Nè. Cây này hai giống nha cả nhà. Cái này là cây FC ha. Là không cười cười. Cây này nha cả nhà. Ghép hai giống. Bên này á là Sandia, là trái tròn. Một bên trái dài, một bên trái tròn nha cả nhà. Cho nên là cứng cáp quá trời luôn. Chỉ có em hiện tại bây giờ mới có 25 ga lông thôi nha cả nhà. 25 ga lông nha. Cái này em ship được. Cây nào thon thon em mới ship được nha. Pick up thì ấy hơn. Nhưng mà cả nhà thấy không? Quá trời đẹp luôn á. 25 ga lông nha cả nhà. Đó. Đấy, thấy không? Nè. Xong rồi cả nhà thấy không? Cây này là nó cao hơn em. Cây này cũng cỡ 6 feet hơn á. Đây là một rổ táo. Táo rất là đẹp nha cả nhà. Ăn ngon lắm. Đó, nè táo hàng hiếm không nha cả nhà nha. Hàng hiếm không à. Sandia khi mình nó còn sống nó ăn cũng vẫn ngọt nha cả nhà. Ngon. Ăn rất là chút xìu. Nó ngon, vỏ nó mỏng. Nhưng mà nó rất là ngon. Không bị xốp nha. Tuy là chưa chín nhưng mà vẫn ngon cả nhà. Vẫn ngọt nha. Rất là ngon. Rất là ngon cả nhà. Ăn táo mà chịu cơm luôn á. Không sao ăn táo chịu cơm nha cả nhà. Em ăn này nè. Phần này là vui với các loại táo ở đây nha cả nhà. Nhiều quá. Em có nhiều giống táo lắm. Một cây mà có hai giống. Mình vừa nhìn vô nhìn nó đẹp rồi cả nhà. Ăn còn ngon hơn. Cái này, những cái táo này thì mình trồng được ở bên tứ băng lạnh nha cả nhà. Ai muốn sưu tầm táo hoặc ăn những cái trái táo mà ngon, hàng quý hiếm bây giờ thì gọi Auto Nursery, gọi em hoặc là nhắn tin cho em nha. Và em sẽ chụp hình báo giá cho cả nhà nha. Thôi con, mình đi nhé. Mình đi quay nè. Đây là nguyên cái hàng táo 25 ga lông của em. 25 ga lông nha cả nhà. Một giống, hai giống, ba giống. Rồi, em vô được rồi, em vô ngồi đi, mẹ quay cho. Nãy giờ nhờ em thì anh quay, chị Hai quay. Giống như á, thấy không? Cây tre 866 của em bự quá trời luôn cả nhà. Bự lắm nha cả nhà. Bự thấy thương luôn á, cái gốc nè. Trời ơi. Bằng cái cặm chân của em luôn á. Nó bự hơn chứ, bắp chuối, bự bằng bắp chuối luôn. Em có cây một giống, hai giống, ba giống, bốn giống nha cả nhà, 25 ga lông. Giống như cái này nè. Chia 866. Gốc bự thiệt bự. Và Sandia. Sandia là trái tròn cả nhà, loại mà ngon hiện tại bây giờ đó. Là nằm là cái nghĩa là ghép hai loại. Này ba loại luôn á. Nè ba giống luôn. Nè 866. Cái này cây ba giống nhưng mà phải chưa chắc, nhưng mà cây đó thường là ba giống, ba giống khác nhau nha cả nhà. Mấy cây hai giống ba giống của em không à. Mấy cây đó có bông và có trái. Anh này là 866 ha. Cái gốc là 866 như này nè, nhánh 866. Thì một cây là răng ngựa, mai già là răng ngựa đó cả nhà. Nhìn răng ngựa nè. Răng ngựa đẹp không cả nhà? Có trái, có bông trên đó quá trời xung xuê nha cả nhà. Răng ngựa nha. Răng ngựa. Răng ngựa. Nè cả nhà ơi. Gốc nào thấy bự quá trời cả nhà ơi. Thương không cả nhà? Cưng quá trời cả nhà ơi. 866 nè. Bên này là 866 ha.
cái gốc này. Quá trời luôn, gốc này 866. Bên em này là KFC chắc. Đúng rồi, KFC. KFC là trái lớn, thiệt lớn cả nhà. Trái lớn dữ lắm luôn á, cái nhà nãy em đã ăn đó. Wow. Thấy không? Quá trời. Y hồi nãy ăn mà quên chụp hình luôn á. Chết rồi. Ăn mà quên chụp hình mấy trái. Đó, cả nhà. Sandia. Cái này Sandia. Bên đây là 866. Sandia là trái tròn, 866 là trái dài nha cả nhà. Đó. Một cây mà hai giống. Bự nha cả nhà, khi mình ghép mà tới cái này nè là cả nhà biết là lâu rồi. 4-5 năm rồi mới ra được như vậy ha cả nhà ha. Đó. Trên đây nè, Sandia. Dưới cái hàng này là gì đây? KFC. Thấy cái KFC chưa? À, KFC nè. Gốc bự lắm. Đứa này mấy gốc quá trời gốc bự rồi. Gốc bự lắm nha cả nhà. Quá trời. Ai muốn một cây 2-3 giống hay gì một giống thì gọi nhắn tin cho em nha cả nhà. Nhiều khi em không có điện thoại, nhắn tin giùm em chụp hình báo giá. Nè, KFC nè cả nhà. Ủa, KFC nè, nó trái này nè cả nhà thấy không? Bên đây là Sandia. Mình đã được hai nhánh đi lên luôn. Quá trời cây đẹp quá trời luôn cả nhà. Cái Sandia nó đó nó rủ rủ vậy á, chứ không phải là nó héo đâu, nó buồn buồn vậy đó. Nhưng mà ăn nó ngon. Acaudi là trái bự. Nhiều loại giống quý hiếm lắm cả nhà, không phải là giống bình thường. Những cái giống bình thường bây giờ mình không lấy nữa, bây giờ mình bán những cái giống quý hiếm á để cho cô chú anh chị và các bạn á có nhiều cái những người mà thích sưu tầm táo á, hay là trồng để ăn á, thì rất là ngon nha. Một lát em sẽ cho ăn cái trái táo mà cho cái này cây chia 866 nè. Quá trời đẹp luôn, chia 866 nha. Sandia nè. Sandia với 866 nè, nó bự quá trời bự. Xong rồi bên này. Em sẽ cho cả nhà xem. Cái này á là cái bự quá trời luôn nè. Cái này á là 4 giống nha cả nhà. Cây này là ghép 4 giống hết. Cái này nè, những cái này em ship dễ nè. Thì cây này 4 giống hết là Sandia, răng ngựa, KFC và Acaudi ha cả nhà ha. Nè, trong này có 4 giống nè cả nhà. Có những cây 5 giống thì em sẽ tặng extra bonus. Đa số những cây 4 giống là cây 5 giống, nhưng mà extra bonus đó là thành những cách nào may mắn thì mình được bonus 1 giống nữa nha cả nhà. Những cái giống quý hiếm hả, chứ không phải giống bình thường nha cả nhà. Cây thân lớn mà lên cao như vậy á, là cái này mấy cái cây này ghép tự mắt thôi nha cả nhà, không có ghép tự trồng lên nha. Ghép mắt là lâu lắm mới lên được như vậy, không phải là mấy cũng 2 năm á mới lên được như vậy nè cả nhà. Thì nó ăn vô luôn rồi. Cái này 3 giống nè cả nhà. 3 giống thì là răng ngựa KFC, Sandia hoặc cả răng ngựa Acaudi, Sandia vậy đó cả nhà. Đủ thứ hết. Đó cả nhà thấy không? Em có rất nhiều nha cả nhà. Đó, cái này là Sandia không nè cả nhà. Cây này cây Sandia không nè. Sandia không là cây 15 gallon Sandia không nè. Bên đây là hai giống răng ngựa Sandia hoặc KFC Sandia hoặc là KFC and Acaudi. Yeah. Đó. Cây hai giống. Mấy cây em bán rồi, cột bia đỏ là em bán rồi ha. Yeah. Yeah. Bên này là một giống. Một là KFC. Hai là răng ngựa. Ba là Sandia là cây một giống, nhưng mà có những cây hai giống bên này em bonus nha. Đó mấy cây này. Nhà cũng mọc quá trời quá đất luôn. Ra trái hết rồi nha cả nhà. Cái này là KFC nè cả nhà ơi. KFC nha. Thương lắm. Có bông nè. Đây là Acaudi ha.
ghép từ trong mắt ghép ra không à? Đó, ghép mắt ghép ra đó, mắt rồi luôn. Đó, bên này. Wow, cây bốn giống. Cây này bốn giống em bán rồi nè. Cây này bốn giống, cái nào em cột dây đỏ là em bán rồi. Có nhiều cột dây đỏ nhưng mà em chưa có thời gian để lấy. Bên này em cho các bạn xem nè. Mấy em nhỏ nè, câu đi nè, cũng có trái răng ngựa và câu đi nè. Đó nè, câu đi với răng ngựa. Đây nè. Chụp trước cả nhà. Hoa hậu của em nè. Cái này là răng ngựa nha cả nhà. Wow, thấy thương không? Răng ngựa thấy thương quá đây à. Răng ngựa. Cây lớn, cây nhỏ, cây dừa gì em cũng có nha cả nhà. Hàng quý hiếm, hàng độc lạ. Yes. Một giống, hai giống, ba giống nha cả nhà. Bên này là em gì đây. Cả nhà muốn mua thì gọi số điện thoại ở trên màn hình á, rồi hoặc là nhắn tin em chụp hình báo giá cả nhà nha. Cái cây này là răng ngựa của em đang có bông xum xê cả nhà. Răng ngựa nè, bông xum xê luôn á cả nhà ơi. Hàng quý hiếm, hàng độc lạ nha cả nhà. Mà ghép là ghép chắc chắn lắm, ghép mắt không à, cả nhà thấy không, là nó ăn liền vô đây nè, là mình không có sợ bị gãy nha. Ok, em kết thúc video hôm nay. Những cái giống táo quý hiếm, ngon quý hiếm, độc lạ cho cả nhà xem. Cả nhà ai thích thì gọi cho Otunasari nha. Otunasari, tạm biệt cô chú. Hẹn cô chú ở video sau. Cảm ơn rất là nhiều. Em có lá dưa nếp nha, rễ đầy chậu hết rồi cả nhà nha. Là 25 đồng một chậu, rất là đẹp. Em có chậu lớn nha cả nhà. Lớn quá trời rồi cả nhà ơi. Lá dưa nếp, lá dưa nước. Dạ. Bên này nữa. Cả nhà có biết cái gì không? Đó là Na Định Quán nè cả nhà. Theo yêu cầu của chú anh chị và các bạn, em đã có Na Định Quán nè cả nhà. Trái quá trời luôn cả nhà ơi. Trái dữ lắm. Để trong này quay không có đẹp, phải khi ra ngoài mới được. Na Định Quán nha cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà thấy cái này cái gì không nè? Cái này là táo Akauri với KFC á. Mình xé khô. Cây này hồi tháng 9 năm rồi nè. Bây giờ nó vẫn còn tươi ha. Cả nhà thấy nó tươi không? Cho nên khi mình mua táo này loại ngon á, mình về mình xé tươi, xé khô, mình để tủ lạnh ăn được cả năm á. Cho nên là nhìn là giống như mình mới làm ha cả nhà. Nhìn giống như mới làm, nhưng mà thật sự là một năm rồi. Ngon quá nhờ. Nó ngọt, nó thơm. Cái này mình ăn không rất ngon. Hoặc là mình mua cái táo về á, cái mình phơi khô mình làm như nè cả nhà, rồi mình để dành á, mình ăn xong bổ lượng ha. Mình chưng với cái gì mà chưng với em thấy người ta chưng yến á, với cái này nè. Yến này hơi người ta bỏ đường á, thì ta ăn cứ như cái này cả nhà. Chưng á, ngon cả nhà ơi. Em ăn mà em mê mà. Em chỉ sợ ăn thêm ký thôi. Ngon cả nhà. Cái trái ở cao đi á, cái cáp suy nó lớn lắm. Cho nên nó là mình phơi nắng thì vẫn còn lớn nha cả nhà. Chứ mà những loại trái táo mà nhỏ á, mình phơi nó sẽ teo nhỏ như cả nhà. Cái trái này chia 866. Cái loại mà nó loại châm bồ á, thì mình làm ra thì nó mới được như vậy nè.
Nó tươi lắm. Giọng bên. Nhà thấy không? Cái này là Acaudi. Acaudi nó bự như nè. Cái trái bự lắm thì khi mình sấy khô nó teo lại như nè cả nhà. 2 pound này á mình sấy khô lại có dưới 1 pound thôi nha cả nhà. Còn cánh trái này nhỏ hơn là chia 866 nè. Mà loại châm bồ á, nè chia 866 loại châm bồ. Nhà nhìn thấy tươi quá không? Nhưng mà cả nhà có biết là cái này hồi làm tháng 9 năm ngoái đó mà để tủ lạnh hoặc là để tủ đá ăn vẫn ngon. Mình để tủ đá mình ăn giống như kem vậy đó. Nhưng mà mình để tủ lạnh á thì nó tươi. Nó tươi tới như vậy không? Em tưởng là lúc đầu em nghĩ ô cái này mới làm mà sự chưa tới 18 chưa ready mà làm gì cái này hồi năm ngoái. Cho nên năm nay cái số lượng ít lắm. Em chỉ có số lượng 1000 pound cái này thôi. Cho nên nếu mà khách nào mà nếu mà không có trồng táo hay gì muốn ăn cái loại này thì gọi em nha. Dạ. Tháng 9 này mới làm mới có hàng ha cả nhà ha. Ngon lắm, em ăn trời em ăn quá trời luôn. Ăn mà em sợ bị tiểu đường luôn. Tại nó ngon mà ăn hoàng hoàng bắt mắt á. Táo tươi và táo sấy khô nha cả nhà. Mình mua cây về á rồi mình sấy tươi về thì nó nói chung là nó rẻ hơn. Còn nếu mà làm thì cũng cực lắm cả nhà. Mình có lỡ mình mua ăn không hết á, mình sấy tươi thì mình làm đủ thứ chuyện hết trơn. Cho nên là mua một cái táo về á, mình vừa ăn trái tươi mà mình được sấy khô để mình làm cho những cái việc giống như mình ăn xương xa. Không phải ăn cái gì nó gọi là gì, xăm bố lượng, đúng rồi, xăm bố lượng hoặc là chưng với yến hoặc là mình nấu những cái gì mà cần cái này thì rất là ngon. Không phải mấy trái táo thường kia đâu, cái táo này rất là ngon luôn. Mình ăn không đã ngon rồi, mình nấu vô nữa thì nó sẽ ngon như thế nào ha cả nhà ha.